trải nghiệm thứ nhất là chúng tôi được chào cờ, được hát quốc ca Việt Nam ngay tại đất nước bạn và tất cả mọi người phải theo dõi. Đấy là một cái được đầu tiên. Cái thứ hai là chúng tôi được thi đấu với trình độ bóng đá cao của thế giới và chúng tôi qua đây chúng tôi học hỏi, chúng ta còn thiếu rất là nhiều. Đấy, và chúng ta cần phải khắc phục nhiều hơn nữa với tiến kịp được cái bóng đá thế giới. Ở khu vực thì chúng ta mới là thứ nhất, nhưng ở châu Á và thế giới chúng ta còn khoảng cách, chúng ta phải cố gắng hơn. Giải hôm nay mà đội tuyển Việt Nam đã thể hiện một tinh thần quật khởi, ông thường nói gì với các cầu thủ trước một trận đấu mà cầu thủ có tinh thần tốt như vậy? Các cầu thủ cũng như vậy, theo tôi là cũng đã làm hết sức mình rồi, nhưng mà cũng là thi đấu quyết tâm rất là cao rồi. Mặc dù như vậy nhưng mà cái đòi hỏi chuyên môn chúng ta chưa đáp ứng kịp, thế là chính vì thế chúng ta còn có khó khăn. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.